Yo, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Vũ Lít và chào mừng các bạn đã đến với phần tiếp theo của Minecraft Fairy Tale. Và các bạn có thắc mắc là tại vì sao trên người mình nó không có gì hết không? Thì câu chuyện nó là như thế này. Fairy Tale. Wow, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Có gì đấy? The fuck, vừa vào chưa chào. Từ từ đã, tao chào đã. Ấy, con gì đấy? What the fuck? Mình nhớ là mình keep rồi mà ta. Đấy các bạn ơi, mình không hiểu tại sao ấy là tập trước rõ ràng mình keep rồi nhưng mà nó vẫn bị mất đồ vậy đậu phộng. Mà mình tìm hoài nó không ra thì thôi vậy nhá. Thì mình sẽ chơi lại. Yeah. Thì mình vẫn cứ keep. Nhưng mà mình sao nó kỳ kỳ nào ấy? Mình nhiều bạn hỏi ấy là tại sao anh không không xóa cái resource pack đi, bởi vì mình tôn trọng tác giả này. Nên mình quyết định là mình phải phải sử dụng cái resource pack này đấy. Và nếu như các bạn cảm thấy thích thì các bạn hãy xem, còn nếu các bạn cảm thấy không thích cái resource pack này thì mình nghĩ là anh em không nên xem đâu. Ok, bởi vì nếu mà không thích thì xem làm cái what the fuck này đúng không? Mình có để chỉnh dương thưởng mà mình chả thấy cái dương thưởng đâu. Mình đang đi kiếm cái dương thưởng đầy, nó tít trên đầy vãi. Thì mọi người thấy ấy, là mới vào ấy, cái dương thưởng này nó sẽ cho rất nhiều đồ mà nó cho chúng ta một cái cuốn sách này đấy. Mình sẽ đọc cái cuốn sách này. Welcome to Botania. Tôi như kiểu đồng ý cho bạn như kiểu là chọn một số cái thứ gì đó mà đẹp trai khoai to như tôi. Thì mình rất thích cái mod này, thích cái cuốn sách này bởi vì nó giống cái kiểu như là giống trong cái gà sinh hùng của mình hồi trước rồi đấy. Đóng vào nó có cái hiệu ứng rất là hay. Ok, thì mình mới vào nó cho cái giày này. Cái này cái gì đây? Cobblestone update kit là sao? Này có thể chả làm được gì à? À vậy nó chả làm được cái tích sự gì hết, thôi mình mới vào được cái gì vừa được rồi. Thì bên mình phải làm lại nhiệm vụ nhá. Chẹp chẹp cái con ngựa nhà Jill, fuck. Ok, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu làm nhiệm vụ. Mình sẽ làm nhiệm vụ bên này nhá. Ok. Ồ, làm như nào? Ồ, lần trước nhớ làm như nào nhỉ? Đây, open. Thì chúng ta sẽ làm nhiệm vụ đầu tiên, đó sẽ là lấy 8 đá cuội và 8 ván gỗ sồi. Thì mình rất là xin lỗi những bạn nào mà tập trước mà đang xem dở đấy. Thì chịu khó xem lại ủng hộ mình nhá, bởi vì nó như vậy thì mình cũng chẳng muốn đâu. Vì thế mà nếu bạn nào mà cảm thấy là cú bóc quá thì đừng xem nữa. Chứ nếu mà bạn nào mà chửi ấy, thì hy vọng là chỉ chửi xong rồi đừng có qua nữa, bởi vì mình không thích những bạn nào mà đã chửi rồi mà còn cứ xem đâu nhá. Ok, thì dạo đây mình khá là lười làm video ấy, cho nên là các bạn cứ chửi là mình sẽ rất là mất động lực, phải không? Cho nên mình rất là lười ấy. Đấy. Thì tập này mình sẽ cố gắng làm dài như dài hết mức có thể. Nhưng mà thấy là FPS của mình nó đang khá là cao. Mình ấn F3 xem nào. FPS của mình đang là 159 FPS. Nhưng mà hình như mình để cái màn hình nó hơi bị bé tí cho nên là nó hiện lên hơi bị khắm một tí. Chắc không sao đâu. Mọi người ơi, cái giọng của mình nó hơi bị kỳ nhá. Do mình đang đang bị đau họng. Mình bị cái căn bệnh này nó dai dẳng thế không biết nữa, mình thề luôn. À quên keep nữa nhở. Mình nghĩ là mình keep hai loại đi cho chắc. Game nhá, một loại nha đúng không? Luật trò chơi được cập nhật, bây giờ mình thử chết cái không. Rồi rõ ràng là không mất đồ nhá. Ok, tuyệt rồi, tuyệt ngon rồi. Ok, rồi mình chết là không mất đồ nhá. Mình chỉ sợ là khi nào mà mình vào lần sau mình vào thì nó lại mất đồ thôi, khắm lắm. Mình ghét cái đấy. Ok, rồi mình kiếm gỗ sồi. Nhưng hình như ở đây nó là có một cái gì đó để mình thử xem nào. Obsidian á, hắc diện thạch đấy đúng không nhở? Nếu mình nghĩ không nhầm thì đây chính là hắc diện thạch. Và đây là có một ngôi làng ở gần đây khá là tuyệt. Và cái này là một cái chỗ gọi là chỗ của bọn gì gọi là bọn pháp thuật đấy. Mình không biết là chỗ này là chỗ gì nhưng mà mình cứ thử vào xem nó có những cái gì mà phiến đá nhìn đẹp nhỉ. Trong đây có dương à, tuyệt vời. Có kiếm, lúa mì á, trứng à, kiếm này đấy, quan trọng là cái kiếm. Đoàn đồ sắt các bạn ơi, ngon rồi, ngon rồi. Nào nào, áo giáp sắt nè, lúa mì. Thì như bạn thấy là bây giờ là cái con gà của chúng ta, skin gà sinh tồn chúng ta bây giờ đã có dìu đấy. Không vậy, đã có mào, nhầm, vãi cả, đã có dìu. Không hiểu giờ này, không hiểu mình nói gì luôn đấy.
Rồi, khá là gì gọi là sự khởi đầu. Ôi, ôi, ôi. Giật cần ấy. Ê, bắn pháo hoa thôi mà làm em giật cả mình các anh ạ. Mọi người thấy là đây là nó có mấy cái gỗ sồi đây rồi, vậy là mình có thể làm nhiệm vụ. Thì tập này mình sẽ tập trung vào làm nhiệm vụ nhá. Mình sẽ làm bù nhiệm vụ của tập trước với lại tập này. Thế nên nó sẽ hơi dài đấy. Rồi, thế là mình đã xong một cái nhiệm vụ rồi đúng không? Mình hy vọng là rồi, được 6 quả táo. À, là một cái kiếm gỗ hả? Kiếm gỗ thì có đơn giản luôn đúng không? Kiếm gỗ thì ai cũng biết làm rồi. Đây, một cái đây và hai cái này. Ok, mình lấy cái này để làm nhiệm vụ thôi chứ nó đâu có quan trọng mấy. Đây, nhiệm vụ. Ok, lem. Ok, có một có 12 than và một nón nung thì làm nó chả được cái gì cho nên là tạm thời mình chưa làm nhá. Rồi mình sẽ là nhận mấy cái nhiệm vụ đây trước. Mình cần đuốc. Mình nghĩ mình đi lấy than thật đấy, bởi vì dù sao rồi cũng cần phải có than thì mới làm được đuốc đấy. Thì tại sao mình đã không làm một cái gọi là cái cái gì đấy, chi 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 me rớt gì này. Nhưng mà chắc là mình nghĩ chắc là mấy cái này ấy, là nó phải sử dụng cúp đá hay gì mới đào được chứ. Đấy cúp gỗ. Cái nấm này là cái gì đây ta? Even đi item này, vứt bà đi. Rồi cầm đi, biết đâu mốt cần thiết thì sao? Mốt bạn nào biết cái đấy nó cái này nó có công dụng là gì ấy? À, cái này là có cái hardcore mod này, hardcore questing mod này thì làm nhiệm vụ được ấy, thì nó là một cái như kiểu là một cái item rỗng á. Khắm vãi không biết là có nên dùng hay không hay là vứt đi. Thì nói chung là bạn nào biết thì có chỉ mình ra. Yeah. Đây. Và một cái cúp. Rồi, ok. Có thể làm thêm một cái gì khác không? Không. Chúng ta có một cái cúp đây, mình thử đào từ cái này nhá. Pickaxe này, có thể sử dụng pickaxe để đào. Quan trọng là có đào ra không, biết ngay mà, chắc là phải là cúp sắt hay là cúp gì mới đào thôi bạn ơi. Ôi, nóng quá. Rồi, mình sẽ đào một ít gọi là than. Ba cục rồi. Mình cần 12 cục đúng không? Không, nhiều khi cần nhiều hơn đấy. Đây có rất là nhiều loại như gọi là loại khoáng sản lạ này. Ok. Ok. Nói chung ấy là mình cứ đào đi, bởi vì than về sau nó cũng cần mà bạn, đúng không? Đâu có gì là không cần thiết đâu, cái gì cũng là cần thiết hết đấy. Ở Minecraft vậy là nó là một cái thể loại game mà thuộc cái thể loại mà sinh tồn, cho nên là cái what the fuck gì chúng ta cũng cần hết. Sorry mọi người, mình hơi bị một tí. Hơi bị hâm. Hâm quá đi à. Anh Vũ Lít hâm quá đi à. Ok, mình lên cấp 1. Cái gì sắp bắt thì cũng được mà, mình thấy đâu có nỗi ở đâu mà nhiều bạn cứ chê nhỉ. Mình thấy nó khá ok và mình quyết định là mình vẫn xài. Ok, bây giờ mình sẽ làm một cái gọi là cái lò nữa. Đấy, piu piu piu. Một cái lò. Chiu 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 chiu, ok. Để đây. Rồi, là mình đã hoàn thành được cái nhiệm vụ. Cái lò đâu? Cái nhiệm vụ than ở đây. Cái em B cần làm là 16 cái đuốc thì chúng ta còn bỏ 16 than đấy bạn ạ. Như các bạn có thể xem ở cái tập trước của mình nhé, là mình muốn làm 16 cái đuốc là mình cần phải bỏ 16 than chứ không phải là chỉ là 4 4 như là chỉ là 4 cái như bình thường á. Cái game này nó khó, cái nó bẩn thỉu cái mức độ đấy. Đây, 16. Dù sao cũng cần mà, cứ làm hết đi. Đỡ mất thời gian. Đây. Lem và một cái mấy cái đồ đá này, cuốc đá, xẻng đá này, rìu đá này. Bây giờ mình nghĩ là mình nên là làm trước một cái giường để mình bỏ mấy cái đồ thừa vào, sau khi mình làm nhiệm vụ xong thì mấy cái này chắc là cũng chả cần nữa đâu. Đây, peng. Mình sẽ cất mấy bớt mấy đồ nhá, thì cái này chắc là không cần này, mình cứ để đây. Nếu mà nó thực sự cần đấy thì mình sẽ quay lại mình lấy, còn nếu nó không thực sự cần đấy thì mình cũng chả cần làm cái gì. Ok, thì mình sẽ phóng thích cái này ra, biết đâu ra được con gà. Không được con nào luôn, tuyệt, con ngựa được vời. Ok, thì bên mình làm một số cái đồ đá này. Cái này đâu có cần đâu đúng không? Rồi, bên mình làm một cái, mình đã có cái cục đá đúng không? Bên mình cần một cái, một rất là nhiều cái stick này. Đây, mình sẽ làm một cái gọi là cái rìu đá này. Đấy, cứ để một đống đây, một cái cục đá, một cái cuốc đá đúng không? Rồi một cái, mình có cái cục này, để từ từ để hết một chỗ đó. Đây, một cái cục đá này, cuốc đá này, rồi một cái xẻng đá đúng không? Chắc là vậy rồi, một cái kiếm đá nữa chắc là đủ. Bên bên rồi,
hoàn thành nhiệm vụ. Không biết là đã hoàn thành chưa. Sau khi mình làm xong mình cũng cất hết đi à. Một cái dìu đá nữa. Ô không cần làm kiếm đá à? Đậu phộng. Vậy là mình làm thừa cái dìu đá rồi. Không sao. À, thừa cái kiếm đá rồi, không sao. Ê, mình đau đấy. Đấy. Đây là cái quá trình đầu tiên để mình trở thành một gọi là vua pháp sư à? Đấy. Thực sự là mình rất là xin lỗi, nhưng mà thực sự là mình vẫn chưa có xem cái phim này và mình chưa có thời gian các bạn ạ. Vì thế mình rất là ngại khi quay cái game này luôn. Mình quay mà mình không có nhiều cái kiến thức á, cho nên là mình rất là ngại để quay cái này á. Đấy mọi người ạ. Nhưng mà mọi người giục quá thì mình cứ phải quay thôi. Với việc cả tập trước được một cái số thành công nó khá là lớn, kiểu như là 4.000 like, 11.000 like. Mình không ngờ là mình có thể quay một cái game mà được 11.000 like. Đấy. Hồi trước mình quay Pizzamon thì chắc là cũng có cơ hội được á, nhưng mà bây giờ thì mình lại đầu tiên là, nhưng mà hồi đấy là chưa sẽ được đấy, cho nên là bây giờ mới được đấy. Ấy đây, ui đã tối rồi, hình như mình đang để chế độ bình yên hay sao ấy. Thôi cứ để tạm bình yên đi. Rồi em mở cái cục sắt, và bây giờ mình sẽ cất bớt mấy cái đồ đá đi nhé, bởi vì mình không có xài đá nữa. Đây dìu đá đúng không, đây chỉ cần một cái cuốc sắt thôi. Cần thì nhiều. Ủa đây một cái cục sắt đây đây. Thì chắc là mình sẽ lấy lại cái dìu đá cũng tạm thời vậy. Có vẻ như là khá là ok đấy. Cái này là cái gì vậy? Đuốc gì đây? Không biết là đuốc này đuốc này nó công dụng gì. Wow. Wow đẹp thế. Bố xin lại cái này để làm sao để được nhỉ? Đây cái này là cần phải có cái gọi là phải có một cái dust ấy. Cái đất đất màu xanh xanh dương nó mới được. Ồ, cái ngôi làng phải khá đẹp thôi, mình cứ để tạm đồ đây nhá. Đây mình sẽ chui vào ngôi làng này để xem tiếp. À không, xem nhiệm vụ tiếp theo là gì đã. Rồi, đã xong rồi đúng không? Bây giờ là nhiệm vụ này, một cái quặng 24 quặng sắt và một cái kiếm sắt. Ồ. Bây giờ cần 24 cái quặng sắt cơ mà. Hình như là a à, vậy cái đấy là sắt à? Trời ơi. Cái này là sắt này mà mình không biết. Đây, đây là sắt đúng không? Tin mà. Rồi cái resource pack này thì nó sẽ rất là khó, kiểu như là tìm được sắt ấy. Tin không à, muối này có vẻ như tìm sắt sẽ là khá là khó, mà mình sẽ xuống dưới hang, mình sẽ phải xuống dưới một cái hang này mình kiếm sắt thôi, chứ chắc ở mấy chỗ này không có sắt đâu. Thường ấy, sắt nó không có ở trên như gọi là đất liền đâu. À, nó sẽ không mở nổi trên cái bề mặt nổi đâu, cho nên là mình sẽ phải đi xuống hang để may ra sẽ có sắt, nhưng mà trước trước khi mà thôi mình sẽ về chỗ đồ khó bình thường đi. Mà thôi mình dễ đi, mình chỉ sợ nếu mà nó ra quái vật nó giết mình chết rồi sau đó là mình sẽ lại bị không không có cái như kiểu là chưa chỉnh những cái chỉnh, rõ ràng là mình chỉnh là chết không mất đồ nhé, các bạn có thể để ý ấy. Đến tập sau ấy cái gì đấy, chết mà đầm lầy lún nhanh thế, chết mợ tôi rồi, đừng 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 ông ơi. Làm thế nào bây giờ? Đào bằng hết khả năng của mình, đào bằng hết tình yêu, đào bằng hết. Thôi xong. Tôi chìm mỡ nó rồi ông ơi. Có xẻng không ông ơi? Thôi không có xẻng rồi. Thôi bây giờ tôi chờ chết à? Cứu nào cứu tôi không? Có ai nào cứu tôi không? Ai cứu tôi với? Cứu, chẳng lẽ một pháp sư đại tài như tôi có thể chết ở dưới tay của một cái đầm lầy hay sao? Trời ơi là trời ơi. No, tôi chưa muốn chết. Tôi chưa muốn chết, và nhất là chết vào cái dưới cái đầm lầy. Trời ơi đừng, đừng, đừng chờ, hãy tha cho tôi. Hãy tha cho tôi một con đường sống. Thôi tôi tạm biệt cuộc đời. Ồ vậy là mình đã rõ ràng là chết không mất đồ nhá. Vậy mình có thể tự tin vào cái việc là mình chết và không bao giờ mất đồ. Nhưng mà tại sao một cái pháp sư thiên tài như mình, thiên bẩm người đầy kỹ năng như mình lại có thể chết ở dưới chỗ mà nó gọi là một cái đầm lầy nhỉ? Mà mình không biết cái đấy là cái đầm lầy cơ đấy. Thế mới toi hại. À, kiếm rồi. Bây mình sẽ đi làm một vài bộ xương để cái này mình có thể. Ồ, vậy là cái này nó có thể làm được đồ đúng không? Ồ, wow, đồ đẹp thế. Ồ, vậy là cái này ở trong cái mod khủng long mà trước mình cũng nhớ cũng có, nhưng mà nó đâu có được cái sự mà nó đẹp đẽ này đâu. Ui, làm được cả mấy cái như gọi là cái kính hay là cái vòng cổ đây. Ồ, mà đẹp quá. Bây giờ sẽ ra đào cái đá bảy màu để xem cái công dụng nó là cái gì nào, bởi vì mình đã có cái cục sắt rồi bạn ơi. Mà mình nghe tiếng zombie ở khắp mọi nơi luôn đấy. Cái vàng vàng là cái gì nhỉ? Mình thử lên mình đào nào. Ở đây nó có mấy cái như cả là mấy cái mỏ. Ui phép thuật thì chắc là xài mấy cái này hay này. Wow đẹp ghê. Ờ à, đâu đâu đâu, ui giời ơi zombie, ui rồi ôi
Chết bớt đi. Ui nó khỏe thế. Ui ôi, dễ đấy à. Hình như nó chui từ trong cái nhà chui ra bạn ơi. Mình bắt đầu cảm thấy đáng quan ngại về cái vấn đề rồi đấy. Ui, zombie mắt đỏ. Wow. Sao bọn này mặt trong mày xấu trai thế? Mày đẹp trai một tí, tao tao giết tao còn có tí động lực để giết chúng mày hiểu không? Chứ chúng mày, ui 60 máu. Ui 4 60 máu. Rồi. Mấy con zombie gì mà trâu thế? Ui ra não kìa. Rồi bọn này đi 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 đánh nhau mang theo não theo thì chết rồi. Bọn này là con não này này. Bọn này có óc này này. Thì con boss hay sao? 21 15 10 4. Ơ bất tử mà rồi. Ơ. Mày ơ. Ôi, rớt não. Phải toàn não zombie để làm gì đấy, the fuck. Hình như đây là lần đầu tiên mình chơi mình thấy não, hình như là hồi trước cũng có cái trò gì mình thấy não zombie á. Nhưng mà vãi não này, the fuck, ui, nhiều đồ thế. Mình thấy zombie nó chui ra khá nhiều từ trong đây. Ok, não zombie rồi, thịt thối giữa mà, não vãi. Rồi, bây giờ mình sẽ đi đến cái ngôi làng kia để xem trong ngôi làng này nó sẽ có cái gì nào. Wow. Yeah. Aha baby. Đây ui, trong cái ngôi làng nó có một cái giống như kiểu là một cái cung điện ngựa điện luôn đấy. Wow, đẹp thế. Làng gì mà có thể đẹp thế này được? Đùa thôi. Chỉ có thể là làng này trong fairy tale thôi nhỉ. Ui, nó giống như kiểu một cái hoàng cung luôn đấy. Bò này. Bò này. Bò này. Wow, đẹp quá nhỉ. Mình có thể đi lên được không nhỉ? Có đường đi lên luôn nè, để mình thử đi lên xem nó có gì hay không nào. Có bò à? Mặc dù không hay lắm nhưng mà nói chung là cũng hay. Có thịt bò nè, tại sao không lấy? Có đường lên đây nè, mình thử đi lên trên nóc nè. Biết đâu là nó sẽ có một cái dương nhỉ? Mình hy vọng ở đây nó có mấy cái dương á. Có vẻ như là không có rồi. Ngôi làng này khá là to. Nhưng mà thứ mình cần tìm chắc bây giờ là một cái hang. Nếu mà mình có cái hang thì mình sẽ như kiểu là tiện hơn trong cái việc mà đi kiếm đồ. Có vẻ như đây chỉ là một cái lâu đài bình thường thôi, chắc là mình sẽ đi xuống. Và hy vọng là nó sẽ giúp cho mình nhiều nhiều thứ khác. Mấy cái đuốc ở nhìn cũng đẹp nhỉ, như kiểu animation. Có tiếng gì tiếng. Rồi, mấy thằng dân đây kiểu đeo cà vạt này. Nào đây. Ô, có cả trưởng làng nữa. Có tiếng thở, như kiểu của thở của mẹ đại ma vương. Ê. Thôi không vào được nhà. 16, 9, 2. Rồi xong mở về đây. Ủa, nó ra cái gì này? Nó rớt ra cái gì này? Ủa đầy dương á. Ơ vãi đánh mấy con này được kim cương. Wow. Vãi đánh mấy con quái được kim cương bạn ơi. Ngon. Ủa nó ra mấy cái kiếm này. Mấy cái đồ đẹp thế. Chuôi kiếm này. Ô mấy cái này là mấy gì đây? Cham gì này. Wow đẹp quá. Đây là mấy cái của mod chắc luôn. Mấy cái này là mấy cái của mod ăn đã. Làng như kiểu là có mấy như kiểu là vị như kiểu là đội trưởng à. Và sau trong là mấy cái làng nó rất là nhiều dân đấy. Ê zombie trừ hại cho dân. Mặt mày cao có thế, đập cho mấy phát bây giờ. Ok. Ôi Glitter đừng nổ rất làng mày chết đi. Rồi xong đời con cờ hó. Ok lợn á, lợn nhìn khăm vậy. Dân làng kỳ thế, thằng này cái gì thế này, đùa tôi à? Vãi, các bạn có thể nhìn thấy dân làng, một cái phong cách dân làng cực kỳ mới ở trong cái phe, chỉ có phe đi theo mới có, chỉ có Minecraft phe đi theo mới có thôi nhá, mấy cái Minecraft khác không có đâu. Ủa dân làng này khắm này, cười này, dân làng mặt cười đó. Đây đầu tiên mình thấy dân làng có nhiều cái kiểu thế này. Đây là có một cái gì đây, một cái ngôi nhà bằng gạch. Và ở trong hy vọng nó có dừa. Ô có rất nhiều đồ này. Wow Hobbit gì đây. Ôi đây có mấy cái máy này. Ui cái chỗ này như kiểu là máy móc rồi. Mình đang thiếu quần này. Đây có mấy cái đường dây này. Cũng được á. Chắc mình sẽ cài minimap vào sau để mình có thể như kiểu nhớ mấy cái chỗ này. Để có gì mình quay lại. Ok. Mình sẽ vứt mấy cái đồ mình không cần đi tạm thời đi. Thực sự mình cũng không cần mấy cái thịt thối giữa đâu. Cũng như là mấy cái này nữa. Cả đuốc nữa, bởi vì mình có đuốc xịn rồi. Đâu rồi đuốc xịn của mình rồi. Đấy mình có 8 cái đuốc xịn rồi. Có xương rồi. Xương cũng chả cần. Mấy cái sheet này mình cũng chả cần. Để xem nào. Rồi tạm thời thì cất cái kiếm gỗ đi. Cất cái kiếm gỗ đi nhầm.
Thì tạm thời đây sẽ là cái chỗ tạm thời mình để đây nhá, rồi mốt mình sẽ ô đẹp quá. Mốt mình sẽ để tạm thời đây sẽ là cái chỗ mình để cái nhà mình nhé bạn. Nhìn khá là tuyệt nhỉ. Ok. Rồi. Rồi. Rồi rồi. Ui. Ngôi nhà nó khá là to à, cái làng nó khá là to. Mà nhìn nó khá là lúa nó khá là xấu. Mình không thích cái như kiểu là cái phong cách lúa như thế này đâu. Cà rốt thì nhìn cũng khoai cà rốt đấy. Cà rốt nhìn cũng khá là lạc lạc khoai đây à. Đây là khoai thì phải. Cà rốt à. Mình không nhận ra đâu là cà rốt đâu là khoai đấy. Chắc mình sẽ vào cái tháp này. Wow. Đây có vẻ như có rất là nhiều những ngôi nhà như thế này. Để mình thử vào mấy ngôi nhà như thế này xem sao. Ồ. Mình đang ở một trong một ngôi làng khá là lớn. Vua Pháp Thuật trong Fairy Tail nó có những ngôi làng lớn nha bạn ơi. Mình chưa có xem nha. Thực sự là thú thật với bạn là mình chưa có xem qua một lần nào hết. Nên mình không có những cái kiến thức rõ ràng với cái này. Mà nhiều bạn kêu mình làm cho nên mình mới làm thôi nhá. Chứ thực sự là mình cũng không phải là mình như kiểu là chuyên ngựa nó làm đâu. Cái gì đấy? Genic này làm được cái gì? Không làm được cái gì, chả cần. Hắc diện thạch. Hắc diện thạch này. Dương Ender này, đèn hiệu này, còn gì nữa không? Có vẻ như làm làm được như kiểu là sách enchant mà. Wow. Vậy nó cũng như kiểu là làm được khá là nhiều thứ như kiểu là cần thiết đấy. Chắc là mình phải lấy thôi. Lấy thôi. Lấy hắc diện thạch. Mình sẽ cất lại. Bây mình nhiều đồ quá mình chẳng biết cất cái gì hết đi hết đấy. Bởi vì nó có những cái đồ mà nó khá là như kiểu là lạ. Cho nên mình chả biết là mình chắc cái cuốc mình không lấy đâu. Lúc cũng có phải lấy cái cuốc làm gì. Rồi, có vẻ như được rồi đấy. Gì đây? Phiến đá gì mà đẹp thế? Ok, rồi bây giờ mình sẽ đi như gọi là kiếm mấy cái linh tinh. Holy shit. Cái ngôi làng nó sao to nhỉ? Thật thề, trước giờ mình chưa chưa đi ngôi làng nó to như ngôi làng này luôn đấy. Nào đây. Mở dân làng thì khắm vãi. Uas như kiểu là mấy thằng như kiểu là lính canh nhá. Đây là thằng đéo này. Thằng đéo này. Thằng đéo này. Thằng đéo này. Ra cái gì đây? Bụi đá phát sáng á. Cần gì đâu nhỉ? Bắn nhau ra đây. Dân làng bắn được người nữa. Bắn nhau được kìa. Tập bắn đâu nghe. Ây. Vãi. Sao nó cứ bắn với cái cây vậy? Bọn này tập bắn mà rồi. Rồi bọn này điên quá. Đầu tiên mình vào cái chỗ mà có bọn dân làng nó điên cuồng cái này. Ở cái tháp vừa mình thấy cái tháp thế nào nhỉ? Chết. Lên xem cái chỗ tháp ở đâu nhỉ? Tháp. Ủa? Có ra vừa thấy có tháp mà ta. Mà cái ngôi làng công nhận nó to thật đấy. Đi mãi mới hết. Không biết đã đi hết chưa? Không có mình đi vòng lại từ đầu á. Mà mình chơi cái này thì mình thấy lính canh khá là lạ nhỉ. Đây chỗ đầu tiên mình vào mà. Đây đây chỗ đầu tiên mình vào đây. Có cái này đây. Rồi, vậy là mình đã đi đi qua chỗ này rồi nhá. Rồi bây giờ mình sẽ đi xuống cái tháp kia kìa. Sẽ đi xuống cái hang này để tìm sắt để hoàn thành nhiệm vụ. Đây không phải là cái hang rồi, nhưng mà kia có phải sắt không hay tin. Tin á, tin thì thôi. Nếu mà sắt thì mình sẽ lấy, còn tin thì thôi. Mình sẽ đi vào cái tòa tháp kia xem nó sẽ có gì nhá. Nhìn có vẻ khá là tuyệt đấy. Tòa tháp. Chắc là sẽ có nhiều quái vật. Và có quái vật thì tất nhiên là phải quất nó rồi. Chứ làm sao chúng ta có thể mà để dương cái mắt ra để nhìn nó thể tồn tại được không? Mình thấy cái resource pack này nó cũng bây giờ bắt đầu mình cảm thấy nó xấu hết đấy, nhưng mà phải tôn trọng tác giả mà nhỉ. Ui, có rất nhiều sờ ké le tuần ở đây. Mày, mày. À, bắn đầu thế. Rồi ơi, là rồi ơi. Một thằng. Hai thằng. Ôi ơi, ơi. Bắn đầu quá. Mình nghĩ là mình nên đi vào. Mình đi vào solo thôi. Chứ mình không không vào là tí nó cứ hiện ra thì mình cũng ăn cám trong nó luôn. Ủa, đừng vào đâu. À, the fuck what. Chắc đừng vào là cái đường đấy luôn đấy. Mình phải bắt bắt cầu để đi vào rồi. Ui, ui rồi. Ui, đông thế. Ôi, ơi, thôi. Cố lên, ủa mày thế. Chạy. Đây, có bánh mì đây. Ok, hồi máu. Đi quay lại trả thù. Có táo vàng đấy, xong ăn nhỉ. Tại vì sao nhỉ. Rồi.
À, rồi ăn nốt táo để cho nó hồi đầy cho máu đi. Rồi. Quay lại, từ từ đợi hồi thêm một tí nữa rồi quay lại nhá. Yeah. Đợi hồi thêm một tí nữa rồi vào. Con nhện này. Rồi là cái gì xanh xanh ấy nhỉ? Thịt nhện à? With your hand. À cái tay nó cái khả năng rất hay đấy cho móc cua. Ủa. Ủa mình chơi ở siêu gà sinh hùng nó có móc cua mà ta? Bây không có rồi vứt mỡ đi. Cái tay ghẻ. Ở trong hang này có vẻ ghê. Ui, giật cả mình. Đậu phộng fuck you. Mình dạo này mình hay bị như kiểu là bị mấy cái tác động phía ngoài đấy vào nó khiến cho mình giật mình. Hôm khác có ngày mình bị chết vì mấy cái vấn đề này quá, bị chết vì đau tim quá. Ồ. Rồi, báo thôi, báo thôi, báo thôi. Ê, dính lửa. Ui, sao trong bên bên nó nhiều thế? Đậu phụ. Sao mình sẽ đào cái mấy cái này ra để cho như kiểu là ánh sáng nó vào hiểu không? Để cho mấy con này chết mỡ đi. Đấy. Nó sẽ bị như kiểu là lửa thiêu con ngựa đốt nó. Ở đây là mình thông minh chưa? Mặc dù mới chỉ là tầng 1 thôi nhưng mà quái đã mạnh như này rồi, không biết qua mấy tầng cao đó như nào. Mà sao đông quá nhỉ? Mình không ngờ đông ở đây luôn đấy. Rồi bây giờ nó bắn nhau chí con ngựa nó chóe rồi. À. Hello. Hello, hello. Rồi cho nó bắn nhau rồi. Bắn nhau đi, bắn nhau đi vì cuộc đời cho phép. Bắn nhau đi vì cuộc đời cho phép. Vì ta còn sống. Vì ta còn sống. Ê, ê, sao đông nó cứ ra vậy à? Mặc dù mình chỉ đến chế độ dễ mà nó cứ ra liên tục vậy thì sao mà chơi đấy. Đào đi, đào đi, đào đi, đào đi, đào đi, cố lên, cố lên. Đào đi, đào đi, đào luôn đi. Ôi, dưới đây có con à? Ôi, nó ở dưới à? Ôi, đằng sau nó gì? Đỡ, đỡ, đỡ. Đỡ không đỡ được rồi, thôi xong rồi. Chị ấy lại rụng bông hoa gạo một lần nữa. Thôi, mình chưa đủ sức để đi đánh hang đâu. Khi nào mà có giáp rồi mình sẽ đi đánh hang nhá. Bạn thể thấy là quái nó khá là mạnh. Khi nào mình có đồ đạc các thứ rồi mình sẽ đi đánh hang. Mình sẽ đi cái hướng ngược lại, không đi cái hướng làng nữa. Hướng làng nó mang đến cho mình bao nhiêu nhờ điều phiền con ngựa nó toái. Bao nhiêu là lỗi con ngựa lo toan và nhọc nhằn. Đi ngược lại thì nó sẽ có hang. Đấy, tuyệt chưa? Mới vào mình đã sinh ra một chỗ nó cực kỳ là tuyệt vời luôn. Đấy. Và không phải cái hang, nó còn tuyệt vời hơn nữa là nó không phải cái hang. Holy shit, cái map này, cái mod này mà quái nó mạnh quá, dân làng nó cũng nhiều hơn nữa. Mình như là quái được tăng sức mạnh hay sao ấy, nhưng mà để thấy ấy. Mình đánh mãi cũng chết một con quái luôn. Ồ nhện này, nhện tơ tiếc thứ. Ơ thằng này thích lên bờ. Zombie lên bờ. Như hôm nay không biết có làng không. Hiện là như nhện buổi sáng nó rất là thân thiện, nó không đánh mình hay sao, mình chỉ có mình là không thân thiện nó thôi. Đây có rất nhiều những cái gì gọi là cái công trình tháp cổ đấy. Để thấy à, những cái công trình tháp cổ trong chuyện kể chuyện cổ Grimm à. Không biết trong đây có cái giường nào không, mình chỉ nghe tiếng gà thôi. Cẩn thận có chicken cheat. Không có gì rồi, tuyệt vời. Mày kêu là mà anh tưởng chicken cheat này mày cái ơ chết rồi, mình hại đồng loại mình rồi, mình vui quá. I lẽ vui quá. I like it. À, để mình thử gỡ cái resource pack xem nó thế nào nhá. Các tập tin thành viên này. Gỡ ra xem nào. Mình thử gỡ xem nó có thế nào nhá, chứ mình thấy là cái resource pack nó khá là xấu. Xấu về lùa luôn. Và sau sau khi mà mình gỡ ra xong thì các bạn hãy cho mình xin ý kiến là mình có nên gỡ resource pack hay mình nên để resource pack nhá. Sao mà lâu thế? Đây. Sau khi gỡ ra thì nó sẽ như thế này. Đấy, và sau khi bây giờ mình sẽ cài nó lại. Ủa sao mình chỉnh cái kiểu kia mà nó vẫn xong. Nó khá là lâu ạ, rất là mất thời gian với mấy cái vấn đề mà cài cũng như là gỡ resource pack ra, vì thế mà nếu mà bạn nào mà có chơi cái mod này ấy, thì các bạn hãy suy nghĩ thật kỹ về cái việc là bạn có nên cài resource pack hay không, bởi vì hình như là cái mod này nó cũng khá là nặng ấy, hình như là cũng phải có phải nhiều mod lắm, bởi vì mình thấy là khi mà mình mở e ấy, nó có tới 199 trang đấy, nó khá là gọi là khá là nặng đây. Có cái rồi, cái trò này kiếm cái hang khó thế rồi ơi, mình muốn kiếm cái hang. Mà trời ơi là trời ơi, hang đâu? Nước. Mình sẽ đi kiếm một cái hang.
Mình nói cái từ này rất là nhiều lần rồi nhưng mà mình kiếm mãi không ra cái hang đâu. Thật là chán. Lại có một ngôi làng ở kia nữa. Sao mà cái trò này nó lắm làng thế? Phe đi theo hay là phe đi làng đây? Đậu phộng. Đi tí có ngôi làng á. Mình sẽ đặt tên trò này là phe đi làng, đừng gọi là phe đi theo nữa. Ok, ngôi làng đấy phải như ngôi làng như chỉ có một ngôi nhà thôi phải. Và hình như ngôi nhà này là ngôi nhà của bọn Zoom 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 Bay. Ui, đây rồi, hang rồi. Ui, có cả khối vàng kìa. Hình như là quầy dưới đây có cả như kiểu là một cái như kiểu là nhà dân làng người ta sống ở dưới kìa. Ok, và có lẽ mình sẽ dừng tập này đây nha. Và nếu các bạn cảm thấy thích cái series này thì các bạn đừng quên bỏ lại một like và đừng quên chia sẻ video cho mình. Nó sẽ là động lực rất là lớn cho mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn đấy. Thì nếu cái tập này đạt được bao nhiêu like với lại bao nhiêu lượt share trên Facebook cũng như là một số lượng view nhất định thì mình sẽ làm. Mình không nói trước là bởi vì nói thì hay bị nói là câu lắm cho nên mình sẽ không nói trước nhé. Ok, bye bye mọi người và hẹn gặp lại các bạn vào tập sau của Minecraft Fairy Tail. Bye bye!